chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với mảnh nhỏ của Minh Thành Vlog. Đầu tiên Thành cũng xin được gọi lời chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thành Vlog. Còn nói gì hơn, một lần nữa Thành xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Qua đây Thành cũng xin nhắn nhủ với tất cả bà con đang thuộc diện F0, hãy cố gắng vui vẻ, lạc quan, thoải mái, hãy làm tất cả những gì có thể để bảo vệ sức khỏe của mình. Cầu mong cho tất cả bà con mau chóng khỏi bệnh, sớm ngày trở lại cuộc sống bình thường. Video hôm nay Thành xin chia sẻ Honda Vario 160/2022 đã về đến Việt Nam với mức giá bán đáng để các bạn phải quan tâm. Được một đại lý kinh doanh xe máy tại thành phố Hồ Chí Minh nhập khẩu từ Indonesia, lô xe Honda Vario 160/2022 đầu tiên về Việt Nam chỉ có 20 chiếc, thuộc phiên bản trang bị phanh CBS, phanh thường. Giá bán ước tính lên đến hơn 80 triệu đồng. Sớm hơn dự kiến, chỉ chưa đầy một tháng sau khi ra mắt, mở bán tại Indonesia, thế hệ mới của dòng xe tay ga Honda Vario 160/2022 vừa chính thức gia nhập thị trường Việt Nam. Tương tự như Vario 150 trước đây, Honda Vario 160/2022 chưa được Honda Việt Nam phân phối chính hãng, mà thông qua các đại lý không chính hãng chuyên kinh doanh mô tô xe máy nhập khẩu. Theo nguồn tin cho biết, lô xe Honda Vario 160/2022 đầu tiên về Việt Nam do cửa hàng xe máy Nam Tiến ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nhập khẩu. Liên hệ với Nam Tiến, đại diện cửa hàng xe máy này cho biết, số lượng xe Honda Vario 160/2022 nhập về đợt đầu tiên khá hạn chế do mẫu xe này đang khan hàng tại thị trường Indonesia. Tại Indonesia, Honda Vario 160/2022 gồm hai phiên bản CBS phanh thường và phanh ABS có thiết kế động cơ y hệt nhưng khác nhau về mặt trang bị. Cụ thể, bản CBS phanh thường chỉ được trang bị phanh đĩa phía trước, không có tem nổi trang trí trên thân xe như bản phanh ABS. Hầu hết xe Honda Vario 160/2022 về Việt Nam lần này đều thuộc phiên bản CBS. Bước sang thế hệ mới, mẫu xe này sở hữu thiết kế thể thao mạnh mẽ và hầm hố hơn so với mẫu cũ. Trong đó, phần đầu xe được thiết kế lớn hơn, cụm đèn pha LED, đèn định vị cũng được thiết kế gãy gọn, vuông vức, kết hợp với ốp hai bên, giúp Vario 160 trông hầm hố hơn đời cũ. Honda Vario 160/2022 sở hữu các số đo với chiều dài là 1929mm, chiều rộng là 679mm và chiều cao là 1088mm. So với bản Vario 150, Vario 160/2022 dài hơn 10mm, cao hơn 26mm so với Vario 150. Khoảng sáng gầm xe cũng cao hơn 8mm. Honda Vario 160/2022 cũng được trang bị khóa thông minh Smart Key, màn hình hiển thị LCD được thiết kế mới. Tuy nhiên, so với đời cũ, Vario 2022 còn được bổ sung thêm cổng sạc USB. Honda Vario 160 về Việt Nam trang bị động cơ 4 van EP cộng, dung tích 160cm khối, sản sinh công suất 15,2 mã lực tại 8.500 vòng trên phút và mô men xoắn 13,8 nanomet tại 7.000 vòng trên phút. So với Vario 150, Vario 160 mạnh hơn 2 mã lực. Xe có giá bán khoảng 80 triệu đồng. Và vừa rồi là thông tin và hình ảnh về lô hàng Vario 160/2022 với số lượng 20 chiếc đã về đến Việt Nam ở cửa hàng Nam Tiến, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo hữu ích cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video hữu ích thì xin một like, đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.